Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn. Và cũng như thường lệ, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Sắp sửa tới giờ về rồi phải không các bạn? Vâng, hôm nay mình quay một cái đoạn ngắn video clip trước khi mình đi về. Bữa nay mình không có làm clip tại nhà tại có thời gian ở đây. Sẵn mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái ngày mà trọng đại 15 năm anniversary của bà Nguyễn Phương Hằng luôn. Nhưng mà trước khi mình nói về vấn đề đó thì mình xin nói tới vấn đề mà Võ Hoàng Yên. Vâng, hiện giờ thì theo như Cali Sài Gòn và một số cộng đồng mạng nhìn về sự việc thì bây giờ chúng ta cảm thấy hình như là mọi người đang bị dư luận hướng đi một hướng khác rồi. Đó, không biết là tập đoàn Võ Hoàng Yên này có ra tay hay không, mà bây giờ giữa sự lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng với lại trong cái giới nghệ sĩ nó nhiều hơn là cái cốt lõi là chúng ta đưa tên Võ Hoàng Yên này ra ánh sáng. Chúng ta đừng có nên quên sự việc bắt đầu câu chuyện này là đưa tập đoàn lừa đảo và tên lang băm Võ Hoàng Yên hại chết người này ở trong nước là mấy người và ở ngoài nước cũng mấy người rồi ra trước pháp luật, ra trước công chúng, chứ không phải là chúng ta càng ngày đi nó càng hơi xa rồi đó. Chứ bây giờ thì có ai liên quan tới đây thì chúng ta đã thấy rồi. Đầu tiên thì Hoài Linh, rồi bắt đầu tới Kỳ Duyên, rồi nhưng mà Hoài Linh thì vẫn giữ im lặng. Rồi đến Kỳ Duyên cũng lên bốc mẹ về vấn đề mà nghệ sĩ và khán giả ai nuôi ai đó, nhưng cuối cùng thì cũng nhận ném đá rất là nhiều, cho nên dở quẹ bắt đầu cái kiểu mà làm dịu lại cộng đồng, làm dịu lại khán giả, nói thôi nuôi em đi đó. Kêu bằng trở mặt giống như là bánh tráng nha các bạn, trở phồng trở lẹ liền á. Rồi sau đó rồi tới Hồng Vân, rồi liên tục những nghệ sĩ bị kêu lên là Phi Oanh nè, rồi Duy Mạnh nè, rồi Xuân Nghị nè, ơi còn nữa. Mà bà Hằng mới nằm mơ cũng hay lắm nha, mới nằm mơ cái gì là chính xác cũng gần là 90% rồi á. Nếu mà không nhờ những cái giấc mơ của bà Hằng thì chúng ta đâu có biết cái số tiền mà cứu trợ miền Trung lũ lụt khi mà cấp bách, thiệt là cấp bách, mà không đến nơi, cho tới bây giờ cũng không giải bài cho ai biết, cũng không lên fanpage cho người ta biết luôn nữa. Chờ khi nào mà giấc mơ được thành hiện thực ha, rồi cái bắt đầu là mới lên theo trình tự, rồi lên giải bài, rồi tường trình, rồi bản sao kê. Mà bản sao kê này nó không giống như bản sao kê kia. Rồi cái lúc mà quay thì cái máy nó cái tầm khuất của nó là để che cái kia lại, thì nó không phải là Cali Sài Gòn bốc phết, mà nhiều cộng đồng mạng đã nói rồi, người ta bốc phết rồi, người ta nhìn vô người ta biết cái này nó không có thật lòng. Đó, Hoài Linh chưa có chân tình lắm với khán giả qua cái vụ việc là quay một video 50 phút nói là ngày 19 tháng 10 hả? Năm 2020 là xạ trị, có uống iốt cho nên không có đi đâu được hết, chỉ quẩn quẩn ở chỗ đó thôi, khi là không có người thì mới ra ngoài đi vòng vòng để cho không ảnh hưởng sức khỏe người khác. Nhưng mà người ta lại tìm ra được những cái hình chụp và những cái đoạn clip là anh HNL này đã quẩy tưng bừng tại một chỗ mà doanh nghiệp khai trương. Có rất nhiều nghệ sĩ ở đó, là ngày 24 tháng 10 năm 2020, chỉ cách có 5 ngày thôi, cũng bộ đồ màu xanh đó. Không lẽ HNL này có thuật biến phân thanh giống như Tề Thiên Đại Thánh, chỗ này nằm ở chỗ kia ngồi quẩy sao ta? Thôi, thì mình cũng mới đầu thì mình cũng tin lời Hoài Linh giải thích. Thật ra mình tin lắm chứ, tại vì Hoài Linh dầu gì đi nữa cũng là một danh hài ở hải ngoại, mà mình, không phải mình mà cả hàng triệu người yêu mới lần, phải không các bạn? Cho nên mà thần tượng bị sụp đổ mình cũng không có muốn gì. Mình cũng cố gắng bào chữa, cố gắng cái lòng của mình cố nói là Hoài Linh không có đâu, sự nghiệp 30 năm mà ai mà đánh đổi như vậy, phải không?
À, nhưng mà nhiều bằng chứng đưa qua ra quá đi, mình không tin cũng không được luôn nữa. Thật sự là như vậy á. Cái này xong, sự nghiệp 30 năm, Gone with the Wind, cuốn theo chiều gió. Không còn gì nữa rồi. Bây giờ mà có trở lại nữa cũng không được yêu mến như ngày xưa nữa. Rồi cộng thêm nữa, con của Hoài Linh lên trên mạng, trên Facebook, đáng lẽ là không nên viết cái gì mà lại viết những câu giống như tỏ ra bức xúc, lũ vô ơn này, bố của con đã cống hiến 30 năm. Như vậy là con Hoài Linh gọi cộng đồng mạng là lũ, lũ vô ơn, trong khi bà Hằng ngày xưa bà chỉ nói là đám thôi, đám nghệ sĩ thôi, một hai ba bốn người trở lên là cái đám nó còn gì nữa, mà bị chửi xối xả, bị môi ra từng chữ một. Còn này nó là lũ luôn á, cộng đồng là hơn nhiều lắm đó nha. Một cái cộng đồng mạng là kinh khủng lắm, đâu phải là ở nước Việt Nam đâu, ở Mỹ đó, đại khái là trên toàn thế giới đó, nó kêu bằng lũ luôn á. Rồi lũ này lũ lụt trôi đi không trở lại được nữa rồi. Vô ơn gì mà vô ơn, thì bán nghệ thuật, bán nụ cười thì người ta mua vui đó. Ở trong những giây phút mà người ta làm việc mình nhọc thì người ta lấy tiền người ta mua vui, những giây phút thoải mái. Còn cống hiến thì nói chỉ cống hiến khi nào mà mình đem nghệ thuật mình không lấy tiền, mình cống hiến cho đất nước, mình có bạn, mình có một cái soạn thảo hay mình làm bất cứ gì để cho nhân dân tộc, cho đất nước, quê hương mà không cần lợi ích cho mình, cái đó mới gọi là cống hiến. Nhưng mà nói đi nói lại nữa, rồi cũng có nhiều cái nghệ sĩ ném đá dấu tay nữa, cũng như hiện giờ sau khi mà chúng ta nghe bà Nguyễn Phương Hằng nói một rì rõ một cái đoạn clip của Phi Phi cô nương, là các bạn biết ai rồi phải không? Thì Phi Nhung có lên trên mạng trần tình và có nhỏ nhẹ nói là xin lỗi và hát cho bà Phương Hằng với lại bà Sơn Du Giải nghe, nếu em có lỗi gì thì chị nói cho em biết. Thì sau khi mà trường tình như vậy thì nam ca sĩ Duy Mạnh rất là tức. Duy Mạnh viết trên Facebook và trả lời với ai đó, thì Duy Mạnh có nói một câu là hôm trước thì kêu chú chửi người ta, chửi bà Nguyễn Phương Hằng đi, hôm nay chính nó lên trên đó xin lỗi bà Phương Hằng, rồi xoa dịu bà Phương Hằng. Trở mặt còn hơn là trở bánh phồng luôn nữa. Thì các bạn cũng biết ca sĩ Duy Mạnh thì cũng hay thẳng tánh, còn nhiều khi dùng từ cũng sức láo lắm. Cũng thẳng tánh. Anh chàng này cũng cũng rất thẳng tánh đó. Nhưng mà cái cốt lõi ở đây mình chúng ta nên nhìn lại vào, cũng bớt bớt xuống chút xíu, vì chúng ta đang đi cái dư luận nó khác bị cái lúc mà ban đầu chúng ta đã muốn nói rồi. Đầu tiên là tập đoàn lừa đảo, và chúng ta muốn đưa Võ Văn Yên ra ánh sáng, chứ không phải là vấn đề lùm xùm với nghệ sĩ và bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là cốt lõi là như thế. Cho nên nếu mà chúng ta cảm thấy cái vụ việc này nó hơi lạc lạc đề các YouTuber ở Việt Nam nhắc khéo hay là nói như thế nào để chúng ta trở về cái câu chuyện chính, để cho mọi người, những người mà nạn nhân của Võ Hoàng Yên, gia đình nào mà có người thân đã chết á, chị Bình chết á, thì lấy lại cái công lý công đạo cho người ta. Còn những người nào mà tan gia bại sản cũng phải đưa ra chính quyền để người ta lấy lại những gì mà người ta đã mất bị. Cái này không phải là người ta cho mà bị lừa đảo. Sự lừa đảo có mưu mô, có một cái tập đoàn, nó có cái ekip rồi, nó làm cho người ta u mê, rồi nó làm cho người ta từng bước mất hết gia tài, mất hết tiền bạc của cải mà gia đình người ta đã gây dựng bao nhiêu năm, rồi vợ chồng ly tán, con xa cha, rồi mà mẹ xa, phải xa con. Nó làm cho cái thời gian mà 14 năm mà đi trị bệnh của Võ Hoàng Yên, cái tên lang băm này, nó hại rất là nhiều người. Đó là cái điểm chủ yếu mà chúng ta phải quay về để lột trần cái sự thật này. Còn cái vấn đề kia nó chỉ là vấn đề phụ mà thôi. Nói nào ngay ra thì cũng cũng vẫn là vấn đề phụ chứ không phải là vấn đề chính, không các bạn. Nhưng cái ngày mà kỷ niệm 15 năm
của đám cưới của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Cái hay cái chỗ này là các bạn, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng cùng ngày sinh nha. Cùng ngày sinh cùng tháng luôn nha. Chỉ có khác năm thôi, một con giáp khác nhau. Vợ chồng nào rất hiếm khi nào mà cùng ngày sinh mà cùng tháng luôn các bạn, rất là hiếm hiếm luôn á. Giống đây mình một cặp trời xanh ha. Vâng, thì cũng chúc cho ông bà được trăm năm hạnh phúc, nắm tay nhau đi trọn 3 vạn 6 ngàn ngày bằng sợi dây thâm tình luyến ái. Và đây chúng ta hãy nghe thử một đoạn cô MC nói về cuộc tình của Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng nghe các bạn ha, chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Đây là những cái gì mà Cali Sài Gòn xin được chia sẻ với các bạn đây. Xã có tựa đề Định Mệnh. Ông xã, thăm thân đã 15 năm trôi qua, em và anh đã ở bên nhau với muôn ngàn cảm xúc của cuộc đời dành cho chúng ta. Bởi chúng ta sinh ra là để đi làm điều tốt đẹp cho công chúng. Em và anh đã gặp nhau ở một thời điểm mà không ai có thể chia lìa được. Đó là sức mạnh của sự lương thiện. Ngoài tình yêu thương của trai gái, của lứa đôi, em và anh còn gặp nhau bởi sứ mạng, bởi định mệnh đã an bài. Em và anh có cùng ngày sinh tháng sinh, chỉ cách nhau một con giáp. Đây là điều mà khó có cặp vợ chồng nào có được. Vâng, đó là những gì mà chúng ta vừa nghe được bên bà Nguyễn Phương Hằng, MC Nguyễn Phương Hằng chia sẻ những cái tâm tình của vợ chồng bà. Và ở nơi đây một lần nữa Cali Sài Gòn xin chúc cho ông bà Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão và yêu nhau trọn đời trọn kiếp. Cảm ơn các bạn cùng với mình chia sẻ và xin hẹn gặp lại. Bye bye.